Thưa quý vị, đối với nhiều người, ngôn ngữ lập trình là thế giới bí ẩn, giới vô vàn thuật toán phức tạp. Thế nhưng, với các học viên nhỏ tuổi tại lớp lập trình viên nhí, đây lại là một món ăn tinh thần đầy hứng thú. Dù chỉ mới ở độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi, nhưng các em học viên tại lớp lập trình viên nhí Big Brain Soroban đã thành thạo vẽ hình, giải toán thông qua các thuật toán ngôn ngữ câu lệnh, được mã hóa bằng hình ảnh đầy màu sắc thú vị với cách hướng dẫn gợi mở, đa tương tác, dễ hiểu, dễ nhớ, dành riêng cho trẻ em ở từng lứa tuổi. Tùy theo cái ngôn ngữ, tùy theo các bé thì mình chọn cái ngôn ngữ phù hợp. Ví dụ như các bé 5 tuổi chưa có biết đọc chữ thì mình sẽ dạy bằng cái ngôn ngữ lập trình bằng hình ảnh thôi. Có nghĩa là cái ngôn ngữ đó các câu lệnh nó được mã hóa thành các hình ảnh, rồi các con chỉ việc dùng cái hình ảnh và sắp xếp thứ tự của các cái câu lệnh nó theo một cái trật tự, thì lúc đó là nó sẽ tạo ra một cái chương trình để cho máy tính thực hiện được. Từ đó các em có thể dễ dàng tạo ra các trò chơi cho riêng mình, rèn luyện tư duy lập trình cũng như học được cách tự sắp xếp một cách logic. Khi học cái này thì con đã học được một tính kiên trì. Tức là khi mình làm bài có rất là nhiều bài khó, thường thường là hay nản lắm. Nhưng mà bây giờ học lâu rồi thì con có cảm giác là mình sẽ cố gắng làm cái bài này cho bằng được. Tìm nhiều cách giải, nhiều cách làm, nhiều phương hướng này nọ để mình làm ra được cái bài. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng, bởi lẽ chương trình giáo dục công nghệ sẽ mở ra tiềm năng vô hạn cho trẻ, nuôi dưỡng sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề trong những năm đầu đời.